thưa các bạn, tinh dầu thông đỏ Samsung Pi Max là gì? Có những công dụng như thế nào? Hỗ trợ chữa trị được những căn bệnh gì? Là những câu hỏi thường gặp. Và nếu như bạn đang cố gắng tìm kiếm một giải pháp tốt cho sức khỏe, thì đừng bỏ qua video clip ngày hôm nay. Và tôi là Kiều Anh, người quản lý sản phẩm của siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Thưa các bạn, ở máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, huyết áp cao, tiểu đường, tim mạch, đột quỵ, là một trong những căn bệnh mà rất rất nhiều người mắc phải hiện nay tỷ lệ tử vong của những căn bệnh này thì cũng vô cùng cao vậy chúng ta phải làm như thế nào để phòng tránh căn bệnh này cũng như là chữa trị và phục hồi chức năng sau khi chúng ta mắc phải những căn bệnh này là những câu hỏi được rất nhiều khách hàng đặt ra chúng ta thì thường cố gắng bồi bổ sức khỏe cho mình cũng như là phòng chống được nhiều căn bệnh bằng cách là sử dụng các loại thực phẩm tốt bổ dưỡng hay là sử dụng các loại thuốc bán ở ngoài hiệu Tuy nhiên thì Kiều Anh khuyên rằng nếu như chúng ta muốn có một sức khỏe tốt nhất thì bên cạnh việc là có chế độ ăn uống lành mạnh thì chúng ta cũng cần tập luyện thể dục thể thao. Và với nhiều năm kinh nghiệm trong việc phân phối các dòng thực phẩm chức năng, các dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng đến từ Hàn Quốc, thì Kiều Anh cũng như là Korea Shop 24 giờ sẽ chia sẻ tới các bạn trong video ngạc clip ngày hôm nay ở một giải pháp tối ưu hàng đầu thế giới, cũng như là một giải pháp được nhiều người áp dụng hiện nay, đó là sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ Samsung Pi Mega Max đến từ Hàn Quốc. Vậy tại sao tinh dầu thông đỏ lại có công dụng tốt với sức khỏe như vậy, cũng như là hỗ trợ điều trị được nhiều bệnh? Thì Kiều Anh xin được trả lời rằng à, tinh dầu thông đỏ là một trong những loại sản phẩm được chiết xuất từ lá và vỏ của cây thông đỏ. một trong những loại thực vật có nguy cơ bị tiệt chủng. chủng à, và loại cây này thì được trồng tại Hàn Quốc à, được trồng ở những vùng đất trong lành có khí hậu mát mẻ với độ cao từ 1.300m cho đến là 1.700m và những loại cây thông đỏ được trồng trong điều kiện như vậy sẽ được chọn lọc được chiết xuất ra tinh dầu để có thể là phục vụ hỗ trợ sức khỏe của chúng ta cũng như là điều trị một số căn bệnh nhất định và người dân tại Hàn Quốc thì rất ưa chuộng sử dụng sản phẩm này bởi những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại ở trong một viên tinh dầu thông đỏ thì phải mất thời gian ép và trưng cất lên đến một tháng mới được một viên rất nhỏ như vậy và trong một viên như vậy thì có chứa tới hơn 5.000 hợp chất có lợi cho sức khỏe Chẳng hạn như là các axit amin thiết yếu, các flavonoid hay là các vitamin hay là pectin cùng rất nhiều hoạt chất khác Và mỗi một viên tinh dầu thông đỏ như vậy thì nó sẽ hỗ trợ chữa được 170 vấn đề liên quan về sức khỏe như vậy thì công dụng vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Thế nên là không có gì khó hiểu khi sản phẩm này đang được ưa chuộng hàng đầu trên thế giới hiện nay. Vậy sản phẩm tinh dầu thông đỏ Samsung Pi Mega Max có tác dụng gì với sức khỏe? Thì Kiều Anh xin được kể rằng, thứ nhất, sản phẩm này thì có tác dụng giảm căng thẳng, mệt mỏi cho chúng ta. Thứ hai, đối với những người có lượng mỡ máu cao cũng như là có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp thì nên sử dụng sản phẩm này. Bởi sản phẩm tinh dầu thông đỏ này thì sẽ hỗ trợ làm giảm lượng cholesterol xấu ở trong máu cũng như là làm giảm lượng mỡ trong gan và máu của chúng ta đối với những chị em phụ nữ nói riêng và những khách hàng sử dụng nói chung có thể sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ Samsung Pi Mega Max đến từ Hàn Quốc như một phương pháp làm đẹp từ thiên nhiên cho da mặt vóc dáng thậm chí là cho sức khỏe hay là mái tóc của chúng ta sản phẩm tinh dầu thông đỏ Samsung Pi Mega Max này thì còn có một trong những công dụng vô cùng tuyệt vời đó là sẽ hỗ trợ phục hồi các chức năng đối với những người sau khi bị mắc tai biến đột quỵ. Sản phẩm tinh dầu thông đỏ này thì còn loại trừ độc tố ở gan uh, rất tốt cho gan cũng như là tăng cường chức năng gan và sản phẩm này thì đặc biệt thích hợp đối với những khách hàng thường xuyên sử dụng rượu bia hay là có chức năng gan yếu kém và cuối cùng đó là sản phẩm tinh dầu Samsung Pi Mega max đến từ Hàn Quốc này thì còn hỗ trợ là ngăn ngừa việc lão hóa sớm uh, ngăn ngừa sự xuất hiện một số vết nám tàn nhang chân chim ở trên da uh, và điều này thì vô cùng là tốt cho với chị em phụ nữ đúng không ạ Ờ, tuy nhiên thì cũng có giới hạn với sản phẩm này đó là một số đối tượng sau thì nên sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ Samsung Pi Mega Max thứ nhất ở những người mắc bệnh tiểu đường huyết áp tim mạch ở những người có lượng mỡ trong máu cao muốn phòng chống cũng như là điều trị căn bệnh này hiệu quả thì nên sử dụng sản phẩm thứ hai đối với những người thường xuyên làm việc mệt mỏi áp lực stress thì nên sử dụng sản phẩm này những người bị viêm gan b men gan cao hay gặp các vấn đề về gan thì đây cũng là một trong những phương pháp vô cùng tuyệt vời để giúp cải thiện chức năng gan hay là những người có lượng tế bào bạch cầu trong máu thấp à, đặc biệt với những chị em phụ nữ à, muốn làm đẹp bằng các liệu pháp thiên nhiên à, muốn có một làn da đẹp nhất thì cũng nên sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ này À, với sản phẩm này thì cách dùng vô cùng hiệu quả Và để sử dụng nó một cách hiệu quả nhất Có thể là áp dụng được hết những công dụng Thì các bạn nên nhớ rằng Mỗi ngày chúng ta nên sử dụng từ 1 cho đến là 2 viên Chúng ta sẽ uống trước hoặc là sau bữa ăn à, Ngoài ra thì khi sử dụng thì các bạn cũng nên nhớ rằng Chúng ta uống nhiều nước Để có thể là hỗ trợ đào thải độc tố ra ngoài cơ thể một cách hiệu quả nhất Sản phẩm này thì không sử dụng cho phụ nữ đang trong quá trình mang thai Cho con bú hay là trẻ em dưới 10 tuổi và khi uống tinh dầu thông đỏ thì các bạn nên nhớ rằng chúng ta không uống vào buổi tối trước khi đi ngủ Bởi uống vào khi này thì sẽ khiến cho chúng ta bị đi tiểu đêm nhiều Với những công dụng tuyệt vời của tinh dầu thông đỏ Samsung Pi Mega Max mà Kiều Anh vừa kể trên Thì chắc hẳn rằng cô chú anh chị rất muốn sử dụng để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân Cũng như là cho người thân trong gia đình đúng không ạ Và Kiều Anh cũng xin gợi ý rằng cô chú anh chị có thể mua được sản phẩm tinh dầu thông đỏ Samsung Pi Mega Max Chính hãng tại Korea Shop 24h bởi Korea Shop 24 giờ với 10 năm kinh nghiệm trong việc phân phối các dòng sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. cùng với đó là đội ngũ chuyên viên tư vấn thì vô cùng chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ phục vụ cô chú anh chị 24 trên 24. với chính sách giao hàng nhanh chóng thì những cô chú anh chị ở trong nội thành Hà Nội chỉ sau khi đặt hàng từ hai cho đến là 4 giờ chúng ta đã nhận được hàng rồi. hay là những khách hàng ở ngoại tỉnh thì từ 2 cho đến là 4 ngày sẽ nhận được hàng và đặc biệt một tin cực kỳ mừng cho những khách hàng quan tâm đến sản phẩm của Korea Shop 24 giờ. Đó chính là Korea Shop 24 giờ thì còn hỗ trợ phục vụ cả những khách hàng ở nước ngoài, ở như là Anh, Pháp, Đức, Mỹ và có hỗ trợ vận chuyển đến tận đất nước này. Những sản phẩm tại Korea Shop 24 giờ thì đều có giấy tờ công bố chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. À, ngoài ra thì cũng có tem nhãn mác chống hàng giả. À, thế nên là cô chú anh chị có thể là hoàn toàn yên tâm các sản phẩm tại Korea Shop 24 giờ thì cũng vô cùng là đa dạng đến từ các thương hiệu nổi tiếng từ Hàn Quốc như là Samsung, Quang Đông hay là Cheong Song và cô chú anh chị cũng thể là hoàn toàn yên tâm nhé tại vì khi mua sản phẩm tại đây thì giá cả của sản phẩm được niêm yết đúng với giá bán trên thị trường. À và đặc biệt một chương trình khuyến mại cực kỳ cực kỳ khủng nữa dành cho cô chú anh chị Đó là với những khách hàng đặt mua sản phẩm tinh dầu thông đỏ qua video clip ngày hôm nay Thì sẽ được giảm giá 200.000 đối với sản phẩm tinh dầu thông đỏ Cùng với đó là được tặng kèm thêm là một chai dầu lạnh trị giá 120.000 đến từ Hàn Quốc ạ và Kiều Anh xin nhắc lại một lần nữa, đó là cô chú anh chị hãy nhanh chóng đặt hàng trong ngày hôm nay để có thể được hưởng khuyến mãi đó là giảm giá 200.000 và được tặng kèm thêm một dầu lạnh xoa bóp đến từ Hàn Quốc ạ. À, các phương thức để cô chú anh chị đặt hàng có thể tham khảo đó là thứ nhất, à, chúng ta có thể là liên hệ mua hàng qua hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 khi liên hệ qua số hotline này thì cô chú anh chị sẽ được tư vấn miễn phí về sản phẩm cũng như là được hướng dẫn cách mua hàng để có thể là nhận được sản phẩm nhanh nhất. ở Phương thức thứ hai đó là chúng ta có thể truy cập vào website của Korea Shop 24h ở đó là Korea Shop 24h.com để tìm hiểu tham khảo thêm thông tin sản phẩm và cuối cùng các cô chú anh chị có thể đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24h tại Hà Nội để có thể là được tư vấn trực tiếp về sản phẩm. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho cô chú anh chị những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. À, nếu cô chú anh chị còn thắc mắc gì về sản phẩm hay cần gì giải đáp, thì có thể để lại thông tin ngay bên dưới video clip này để chuyên viên tư vấn của Korea Shop 24 giờ liên hệ và hỗ trợ giải đáp thắc mắc ạ. À. À, hy vọng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho cô chú anh chị những thông tin vô cùng bổ ích. Chúc cô chú anh chị một ngày tốt lành. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.